Và cho dù đối thủ cùng bảng Bồ Đào Nha cũng đã có trận đấu tốt trước Á quân thế giới đội Hà Lan, chúng ta vẫn có lý do để hy vọng vào một màn trình diễn ấn tượng của các cô gái Việt Nam trong trận đấu ngày 27 tháng 7 tại vòng bảng World Cup 2023. Ở trận đấu đầu tiên tại sân chơi thế giới, các nữ tuyển thủ Việt Nam dù bị đối thủ lấn lướt nhưng không hề vỡ trận. Trong thử thách thứ hai mang tên Bồ Đào Nha, đội quân do huấn luyện viên Francisco Neto dẫn dắt đang cho thấy năng lực đáng gờm. Trận đấu với Á quân Hà Lan, các cô gái Bồ Đào Nha tuy thua 0-1 nhưng họ không quá lép vế về thế trận. Họ chơi phòng ngự chủ động và quyết liệt với đối thủ, mạnh mẽ ở khu vực giữa sân và an toàn, chính xác ở phần sân nhà. Trong suốt trận đấu, tân binh Bồ Đào Nha cũng chỉ để đối thủ dứt điểm có 12 lần, trong đó hàng phòng ngự ngăn chặn được 3 cú sút, gây áp lực khiến 4 pha dứt điểm ra ngoài và chỉ để Hà Lan có 5 tình huống dứt điểm trúng đích. Ấn tượng hơn, trong những cơ hội đó thì chỉ có 2 tình huống xứng đáng ăn bàn, một đã được chuyển hóa thành bàn thắng của trung vệ Van der Graaf GT và một thì thủ thành Norton cứu thua. Chúng ta hãy kỳ vọng vào màn trình diễn ấn tượng của các cô gái Việt Nam trong trận đấu tiếp theo tại World Cup 2023 với Bồ Đào Nha. Đó là một trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Neto chưa thể hiện được năng lực tấn công khi Hà Lan quá mạnh và chơi pressing quyết liệt. Nhưng ở những trận đấu trước đó, hàng công Bồ Đào Nha trận nào cũng ghi bàn. Họ có tới 5 bàn thắng trong trận giao hữu với New Zealand, 5 bàn thắng trước Haiti, thắng Cameroon 2-1, Ukraine 2-0, Hòa Anh 0-0. Trong đó nổi bật là chân sút Jessica Silva ghi 13 bàn, Diana Silva 20 bàn, tiền vệ Dolor Silva 17 bàn. Ngay cả một trung vệ như Carol Costa cũng đã có tới 18 lần lập công cho đội bóng này. Màn trình diễn ấn tượng của hàng phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam cùng phong độ chói sáng của thủ môn Kim Thanh đã được giới chuyên môn thừa nhận cũng như BHL và các tuyển thủ Mỹ tôn trọng. So với những trận đấu trước đó, Diễm My và các đồng đội đã nhập cuộc một cách chủ động và tập trung, quyết tâm trong từng pha bóng. Điểm rơi phong độ cũng đã được điều chỉnh hợp lý khi hầu hết các tuyển thủ đều nhanh nhẹn và rất sung sức. Chúng ta thua thiệt về thể hình và có thể lép vế trong những tình huống một đấu một, nhưng ý chí quyết tâm, sự đeo bám kiên trì, khó chịu của các tuyển thủ đã hạn chế sức mạnh của đối thủ. Và đặc biệt ấn tượng là khả năng hỗ trợ bóc lót một cách nhịp nhàng, chính xác đã giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam hạn chế được rất nhiều khả năng của các nữ tuyển thủ Mỹ. Nếu như không có tình huống làm tường quá đẳng cấp của siêu sao A, Morgan thì chưa chắc chúng ta đã để thua sớm đến thế. Những bàn thua sau đó cũng chỉ là những pha bóng mà chúng ta hơi mất tập trung và phần nào là thiếu may mắn. Hôm qua 24 tháng 7, đội tuyển nữ Đức đã khởi đầu World Cup 2023 với chiến thắng 6-0 trước Maroc. Dù bị hề nghi trước giải khi có những